Chào tất cả mọi người nha, lại là Rai Vlog đây. Hôm nay mình sẽ không quay về cái cảnh bên ngoài hái rau hái đồ nữa nha, mà thay vào đó là mình sẽ làm một cái món rất là đặc biệt và theo yêu cầu của em gái mình nha. Tên món gì các bạn biết không? Đó là món bột năng khuấy chấm mắm tỏi ớt nha. Đây là một món ăn được mệnh danh là món ăn của tuổi thơ nè, và cũng là đặc sản của Bình Định nha mọi người. Sau đây mình sẽ chia sẻ cho mọi người biết, để được biết ha, ai chưa biết thì xem là sẽ biết ạ. Đây là lần đầu tiên mình được làm cái món này nha, đầu tiên mình được ăn món này luôn á, nhưng mà nghe nhiều người nói là ngon nhất nách luôn mọi người ạ. Rồi thôi, bắt đầu thôi nào. Đầu tiên là mình sẽ làm nước mắm chanh tỏi ớt trước nha. Một số người không ăn chanh thì không nên vắt cũng được, cũng không sao cả. Nhưng mà mình lại ăn thì mình sẽ vắt chanh vào nha. Rồi đầu tiên mình sẽ băm ớt, băm tỏi thật nhuyễn nha mọi người. Đây, ớt với tỏi mình đã băm nhuyễn rồi nha. Tiếp theo mình sẽ pha nước chấm bao gồm một muỗng đường nha, lọc. Và một ít nước mắm nha. Canh chừng một muỗng rưỡi. Pha loãng loãng, mình thích ăn loãng, còn ai ăn mặn hơn thì bỏ thêm cũng được. Khuấy cho thịt nhuyễn thôi nha. Nếm như nào vừa miệng là được. Tí nữa ai ăn chanh thì vắt chanh luôn được nha. Bây giờ tới bước thứ hai nha. Mình sẽ cho 100g bột năng vào tô và 200ml nước. Đổ vào đây và khuấy tan cho nó đều lên nha mọi người. Mình phải khuấy thật đều lên cho nó khỏi bị vón cục nha. Khuấy thật đều cho nó tan vào luôn mọi người nha. Đến khi nào mà bột nó không còn cục nữa là được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ một ít dầu ăn vào ha. Cỡ một muỗng nhỏ cà phê thôi nha mọi người. Tiếp tục khuấy đều. Rồi công việc tiếp theo của mình là sẽ bắt lên bếp và để lửa riu riu thôi nha mọi người. Chạm lửa nhỏ nhỏ riu riu thôi nha. Và khuấy đều như thế. Mọi người cứ khuấy cho đến khi nào mà nó sệt sệt lại là được nha. Cứ khuấy theo vòng tròn như thế này là được. Khuấy đến khi nào nó chuyển sang màu trong suốt là được rồi nha mọi người. Sắp được rồi này, nó sẽ sệt lại rồi nè. Nha mọi người, nó đã thành màu trong suốt như thế này rồi. Và nó vón lại một cục như vậy rồi nha. Các bạn muốn ăn nó giòn giòn nữa thì để cho nó cháy xé một xíu cũng được. Ăn vậy nó sẽ giòn bên ngoài và nó dai dai ở bên trong á. Mình nghe nói là ăn ngon lắm mà mình cũng chưa có ăn bao giờ hết. Mà mình không biết làm vậy nó có thành công không. Ai ăn rồi thì hãy bình luận phía dưới cho mình xem là mình làm như vậy đã được chưa nha. Cái này là mình chia sẻ thôi chứ không phải là mình dạy các bạn đâu nha. Rồi chắc vậy là được rồi nha mọi người. Mình sẽ tắt xuống. Nghe nóng hổi luôn. Tên
tên. Đây là món, đây là tô bột của mình nha. Ta nói ăn cái này chắc ngon lắm luôn. Thêm nước mắm nữa nha. Ai muốn ăn chấm thì ăn là đổ luôn cũng được. Mình thử chấm nha. Ê, khó lấy quá. Món này rất là dễ. Ai không ăn chanh thì thử làm một lần đi nhé. Ngon lắm á. Món này món tuổi thơ nhé các bạn. Chúc các bạn thành công nha. Các bạn thấy video này hay, bổ ích thì hãy cho mình một like, một chia sẻ và một subscribe nha. Cảm ơn mọi người.